Nhiều người dân bức xúc phản ánh đến báo người lao động tình trạng phiền hà bất an tại con hẻm số 69 đường Dương Văn Dương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Họ cho hay mấy tháng nay, ngoài chịu cảnh bị tra tấn bằng âm thanh, còn bị phá rối, tạt chất bẩn vào nhà. Theo ghi nhận của phóng viên, con hẻm dài khoảng 300m này là nơi cư ngụ của gần 20 hộ dân và nhiều người ở trọ. Ông LVT, người dân hẻm 69 đường Dương Văn Dương cho biết, ông từng trồng hai cây kiểng là Nguyệt Quế và Mai Nhật trước nhà. Thời gian gần đây, những cây này ngày càng tiêu tụy, héo úa rồi chết dần. Nghi có người phá hoại, ông T kiểm tra camera an ninh và phát hiện sự thật. Ông này bức xúc kể, từ đầu tháng 6 đến nay, cứ đến rạng sáng là vợ chồng hàng xóm trong hẻm thay phiên nhau bỏ muối vào gốc cây, cắt phá cây, tạt chất lỏng không rõ nguồn gốc vào nhà tôi. Thậm chí họ còn dùng chổi đập phá cửa. Trước đó nữa, nhà tôi cũng bị tạt chất bẩn vào nhà. Chuyển nhà về hẻm 69 khoảng 1 năm, chị TKV cho biết ngày nào gia đình chị cũng bị hàng xóm tra tấn bằng âm thanh. Chị kể, từ nhiều tháng nay, cứ khuya hoặc rạng sáng là họ bắt đầu mở loa to nên gia đình tôi mất ngủ. Tôi đã báo chính quyền địa phương, nhưng đâu lại vào đấy. Người dân khác cho biết đôi vợ chồng trên sống ở hẻm 69 đường Dương Văn Dương đã hơn 20 năm. Từ trước đến nay, họ thường xuyên gây khó dễ với hàng xóm. Có người vì bị phá rối không chịu nổi đã bán nhà chuyển đi nơi khác sinh sống. Trong khi đó, nhiều người dân khác chia sẻ họ cũng bị chọc phá, bị bỏ rác trước nhà, phá hoại cây xanh. Có trường hợp không chịu nổi đã viết bản ghi chú treo trước nhà. Chú ý không cần tưới cây hộ, tưới nữa chịu cây rớt vào đầu. Trao đổi với phóng viên, công an phường Tân Quý cho biết đã tiếp nhận thông tin này. Trước đây, Ủy ban Nhân dân phường đã có kiểm tra nhắc nhở. Khi người dân gọi báo, chúng tôi sẽ giải quyết theo thông tin người dân phản ánh. Đồng thời, nếu người dân yêu cầu trả lời, đơn vị sẽ trả lời trực tiếp vấn đề này. Vị này thông tin.